Chào mọi người, hôm nay Helen sẽ chia sẻ cách nấu 5 món canh đơn giản dễ làm để bổ sung vào thực đơn của gia đình bạn nha. Đầu tiên, món canh chua ngao không những có tác dụng giải nhiệt cơ thể, giúp bữa ăn gia đình của bạn ngon miệng hơn mà còn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể nữa. Trước tiên, ngâm con ngao, hay còn gọi là con nghêu, trong nước vo gạo thả vào vài trái ớt để giúp nghêu nhả hết cát ra. Nếu không có nghêu thì bạn có thể dùng chém chép hoặc thịt bò cũng được nha. Vớt ngao cho vào nồi cùng với hai chén nước rồi đun sôi. Khi các con ngao vừa mở miệng thì tắt lửa ngay và vớt ra. Nếu có con nào không mở miệng thì nhớ bỏ đi nha. Ăn vào sẽ đau bụng đó. Phi thơm tỏi băm rồi cho tỏi phi ra chén. Món canh chua nhất định phải có tỏi phi thơm. Cho cà chua vào xào sơ rồi cho nước lụt ngao vào. Cho thêm một chén nước rồi đun sôi trở lại, sau đó cho thơm, khế và đậu phụ vào. Nêm lại vừa ăn với muối, bột nêm và đường. Thêm nước mắm nữa là có ngay vị canh đậm đà, cân bằng, chua, mặn, ngọt. Ngon quá đi. Lâu lâu đổi vị, nấu thử món canh chua nấm kiểu Thái xem sao nha. Nấm kim châm cắt bỏ phần rễ và rửa sạch bằng nước muối. Nấm rơm ngâm nước muối loãng rồi cắt làm đôi. Đậu phụ thì cắt khối vuông. Cà chua cắt muối cam bỏ hạt. Me ngâm với nước nóng khoảng 15 phút cho tan rồi lọc bỏ xác. Xào sơ cà chua để nước canh có màu đẹp. Sau đó đổ nước nóng vào, nêm muối, hạt nêm, đường, sả, lá chanh, đun sôi trở lại. Mùi sả và lá chanh lên thơm lắm. Cho đậu phụ và nấm rơm vào, rồi thêm nước me. Cuối cùng cho nấm kim châm vào đun thêm 1 phút nữa rồi tắt bếp. Là có ngay một món canh đơn giản, thơm ngon, lạ miệng vô cùng. Bạn đã thử món canh bồ ngót nấu mướp và nấm hương chưa? Nấm hương ngâm nở, rửa sạch rồi thái lát. Ướp với chút muối và tiêu. Mướp và bồ ngót đều có vị ngọt tự nhiên nên món canh này rất là hấp dẫn. Mướp hương gọt vỏ và cắt lát xéo. Phi thơm tỏi cho nấm vào xào rồi đổ nước vào đun sôi. Cho rau và mướp vào đun sôi trở lại rồi nêm nếm gia vị là có ngay một món canh siêu ngon siêu bổ dưỡng. Ngoài rau xanh thì rong biển cũng có rất nhiều vitamin và khoáng chất. Thử nấu canh với nguyên liệu này xem sao nha. Tôm bóc vỏ lấy chỉ lưng rồi ướp với hành tím băm, hạt nêm, nước mắm và tiêu. Phi thơm hành tím rồi cho tôm vào xào sơ. Khi tôm chuyển màu đỏ thì bạn cho nước sôi vào. Sau đó cho rong biển, đậu hũ lụa và nêm nếm lại với gia vị là có ngay một bát canh cực kỳ bổ dưỡng cho gia đình. Cuối cùng là món canh cải quốc dân ai cũng nấu được. Thịt băm ướp với hành tỏi, tiêu, mắm. Rau cải rửa sạch và cắt khúc khoảng 2 lóng tay. Sau đó phi thơm dầu và cho thịt vào xào sơ. Cho nước sôi vào. Đừng quên đập vào một ít gừng nha, canh sẽ rất là thơm ngon. Cho rau vào đun sôi trở lại, tắt lửa rồi múc ra ăn thôi. Các bạn hãy nấu thử và chia sẻ video cho bạn bè của mình nha. Bye bye!